câu chuyện truyền thanh câu chuyện truyền thanh kính thưa quý vị và các bạn với thủ đoạn ăn mặc lịch sự đi xe sang trọng tự xưng là nhân viên của một công ty năng lượng mặt trời đến cách dùng quê tìm nơi thuê mặt bằng để đặt trụ thu năng lượng mặt trời với giá khá cao đối tượng mà bọn lừa đảo lựa chọn tiếp cận là các gia đình dùng nông thôn có người già ở nhà một mình điều đáng nói trên hợp đồng mà bọn chúng đưa ra có rất nhiều điều vô lý sơ hở tuy nhiên đa phần nạn nhân là người lớn tuổi mắc kém nên không để ý nên có nhiều người đã sập bẫy bọn lừa đảo qua câu chuyện truyền thanh sập bẫy chính mình của tác giả trần mỹ xuyên mong rằng mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi phát hiện những trường hợp tương tự cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xử lý bây giờ mời bà con cùng nghe qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên kim liên trong giai bà sáu hữu phúc trong giai ông tám tường duy trong giai tâm hồ trải trong giai long kim cương đọc lời dẫn biên tập và dàn dựng chương trình quỳnh thanh tuấn cảnh tại nhà bà sáu bà đang quét sân thì thấy có một chiếc xe hơi dừng lại trước sân nhà bà hai người đàn ông ăn mặc lịch sự từ trên xe bước xuống vừa đi vừa quan sát xung quanh chỗ này được nè anh rộng rãi thoáng đãng chắc sẽ đặt trụ thu năng lượng mặt trời được đó anh ừ vị trí miếng đất này được đó hai chú kiếm ai mà ngó nghiêng ngó dọc vậy dạ gì cho con hỏi đất này là của gì hả chúng này hỏi lạ không bộ không thấy tôi đang quét sân sao Dạ, dì đừng giận, tại thằng em của con nói chuyện không rõ ràng Chuyện là con thấy vị trí miếng đất của dì đẹp quá à, nên mới hỏi thăm Tôi đâu có rau bán đất mà hai chú hỏi mua Dạ, tụi con không có mua đất mà chỉ tìm nơi để thuê mặt bằng thôi dì ơi Ở cái vùng quê hẻo lánh này, hai chú thuê mặt bằng để làm gì? Dạ, chuyện dài lắm, dì có thể cho tụi con vào nhà ngồi uống ly nước Rồi tụi con từ từ thưa qua chuyện làm ăn của tụi con cho dì biết, được không dì? Ờ à vậy à, mời hai chú vô nhà dạ xin tự giới thiệu với gì con tên tâm còn anh này là long trưởng phòng kinh doanh của công ty năng lượng mặt trời nhân tâm trụ sở công ty ở thành phố hồ chí minh đó vậy. công ty của hai chú ở tới sài gòn sao biết nhà tôi mà xuống tiệm dạ công ty con đang có chương trình mang những thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời đến với người dân dùng nông thôn để giúp đỡ bà con mình đó gì ưu điểm của những thiết bị này là mình tận dụng ánh sáng mặt trời để thắp sáng nấu ăn tắm giặt tiết kiệm lắm đó dì ý chú là nếu mình xài năng lượng mặt trời sẽ tiết kiệm được tiền điện tiền ga phải không Hổng rài nhìn cái hóa đơn tiền điện mà tôi phát mệt á dì yên tâm đi sau khi tụi con lắp đặt trụ sở thu năng lượng mặt trời rồi á nhà dì xài thả ga mà không tốn tiền gì hết trơn á ngược lại tụi con còn trả tiền thuê mặt bằng cho dì nữa nếu dì đồng ý cho tụi con thuê đất Chú nói thiệt hả? Vậy là hai chú chỉ thuê đất của tôi chứ không phải mua luôn phải không? Nói thiệt với hai chú, miếng đất này của ông nhà tôi để lại cho mẹ con tôi. Dù có khó khăn thế nào, dứt khoát tôi không có bán nó. Vì yên tâm, tụi con á chỉ cần thuê mặt bằng đặt trụ thu năng lượng mặt trời trên sân nhà gì. Ba năm sau, á tụi con sẽ thu trụ lại để đi địa phương khác, không làm ảnh hưởng gì đến đất của gì hết á. Vì đừng lo. Vậy chú thuê đất của tôi một tháng bao nhiêu? Dạ, nếu dì đồng ý thì tụi con thuê trọn gói 3 năm. Một năm là 60 triệu đồng, hợp đồng trọn gói, thanh toán một lần lúc tụi con xuống thi công. Một năm 60 triệu, trả một lần cho 3 năm là 180 triệu hả? Hai chú nói thiệt phải không? Dạ thiệt, khi tụi con xây xong trụ sở thu năng lượng mặt trời, sẽ mang những mặt hàng gia dụng tiện ích đến giới thiệu và bán rẻ cho bà con mình. Nếu đặt cột thu năng lượng gì đó có ích cho bà con ở đây thì tôi đồng ý liền bà con quê tôi còn khó khăn nhiều dữ lắm. Nếu tiết kiệm được tiền điện, tiền ga thì chắc bà con mừng lắm đó hả chú? Dạ, mục đích của công ty tụi con chính là mang lợi ích đến cho bà con dùng nông thôn mình đó gì? Vậy là gì đồng ý cho tụi con thuê đất hả gì? Ờ, à, đất tôi để trống cũng không làm gì. Bây giờ cho hai chú mướn, vừa có tiền, vừa có lợi cho bà con hàng xóm, tôi đồng ý. Tâm, em ra xe lấy hợp đồng vô cho vị ký đi sẵn lấy cái bếp điện từ hàng mẫu của công ty mình đó tặng cho dì sáu luôn nha em dạ dì sáu đợi con chút xíu nghe vậy vừa có tiền cho thuê đất còn được nhận quà tặng của công ty nữa chuyến này mình trúng số độc đắc rồi tự nhiên có 180 triệu trong tay đúng là vẫn may từ trên trời rơi xuống mà dạ hợp đồng này anh còn đây á là bếp điện từ sử dụng năng lượng mặt trời hàng mẫu của công ty con đó gì dạ đây hợp đồng của công ty mời dì xem qua tôi già rồi mắt mũi kém Nhìn chữ không có rõ Thôi chú đọc đi tôi nghe Dạ Nội dung hợp đồng là Công ty năng lượng mặt trời nhân tâm Thuê mướn đất của gì Để đặt trụ thu năng lượng mặt trời Thời hạn hợp đồng là 3 năm Hình thức thanh toán là tiền mặt Trả một lần Số tiền 180 triệu đồng Cam kết sau 3 năm công ty hoàn trả đất lại cho gì Đúng hiện trạng ban đầu Dạ Mời dì ký ở đây ạ à? à tôi ký xong á là nhận được tiền liền hả chú Dạ không tụi con á không có mang tiền mặt theo tụi con á sẽ mang hợp đồng này về báo cáo lại giám đốc công ty rồi chuẩn bị các thứ để xuống đặt trụ thu năng lượng mặt trời lúc đó sẽ mang đầy đủ tiền xuống trả cho dì luôn đất của mình á cũng còn nguyên đây đâu có mắc mắc gì mà sợ họ đưa đằng nào á mình cũng có lợi mà với lại họ đi xe hơi ăn mặc sang trọng như vậy nhìn đâu có giống mấy cái người chuyên đi lừa đảo dì yên tâm Công ty của tụi con có địa chỉ rõ ràng ghi trong hợp đồng Dì có thể đến kiểm tra bất cứ lúc nào Tụi con làm ăn lớn, không có lừa đảo đâu mà dì lo Tôi... tôi đâu có lo À, dì ơi, đây là món quà ra mắt của công ty tụi con Cái bếp điện tử này á, công ty con bán trên thị trường với giá là 7 triệu 999 ngàn đồng Nhưng công ty con á có chương trình khuyến mãi vừa bán vừa cho đối với những người đồng ý cho công ty con thuê mướn mặt bằng nên tụi con chỉ bán cho dì với giá là 5 triệu 999 ngàn thôi bếp điện từ này á sử dụng năng lượng mặt trời dì có thể chiên xào nấu nướng mọi thứ á mà không cần xài đến bếp ga nữa tiện lợi lắm á dì cái này mấy chú bán chứ không có cho tôi hả bán giá rẻ như cho rồi đó dì ơi tụi con chỉ lấy của dì á là 5 triệu 999 ngàn đồng thôi tôi đâu có tiền mà muốn á Dạ, công ty có chương trình mua trả góp không lãi suất, ưu tiên đặc biệt cho dì luôn á. Dì chỉ cần đưa trước cho con 4 triệu đồng, còn lại 1 triệu 999 ngàn đồng. Dì sẽ trả khi tụi con giao tiền thuê đất cho dì. Mình được người ta trả tiền thuê đất tới hơn trăm triệu, mà mua lại cho công ty có cái bếp điện giá 6 triệu đồng. Mình vẫn còn lời nhiều. Thôi được, tôi đồng ý. Hai chú đứng đây đợi tôi vô lấy tiền nghe Dạ, tụi con cảm ơn dì. Đây, 4 triệu đồng. Dạ, chào dì tụi con dì à. Tụi con sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục rồi sớm quay lại tìm dì. Dì đợi tin tụi con nghe. Tôi 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 cảm ơn hai chú nhiều lắm nghe. Vừa trời khỏi nhà bà Sáu, hai nhân viên công ty năng lượng mặt trời lộ nguyên hình là hai tên lừa đảo. Công nhận mấy người nhà quê dễ bị lừa thiệt. Nói mấy câu là tin sái cổ rồi. Ai thấy cái lợi từ trên trời rơi xuống mà không ham? Trừ tiền mướn xe hơi một triệu rưỡi, mua cái bếp 500 ngàn, mình còn lời được 2 triệu đó anh. Đi, kiếm thêm vài nhà nữa là bữa nay hai anh em mình sống khỏe rồi. cảnh tại nhà ông Tám. Ông đang ngồi uống trà thì thấy hai người thanh niên bước xuống xe đi thẳng vào nhà ông. Nè, à, hai chú kiếm ai vậy? Dạ, tụi con là nhân viên công ty năng lượng mặt trời Nhân Tâm, trụ sở đặt ở thành phố Hồ Chí Minh đó bác. Đây là anh Long, trưởng phòng kinh doanh của công ty. À, công ty ở Sài Gòn, mà sao mấy cậu không ở trên mận việc, xuống đây mận gì? Dạ, công ty tụi con đang thực hiện chương trình đưa những thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời đến với bà con dùng nông thôn đó bác dạ lợi thế của những thiết bị này là sử dụng ánh nắng mặt trời làm năng lượng có thể sử dụng như điện thắp sáng ga để nấu ăn đó bác à ý hai cậu là mình lấy ánh nắng mặt trời để mà đốt đèn nấu cơm đó ha dạ tụi con khảo sát vị trí nơi nào ánh nắng mặt trời mạnh nhất sẽ đặt cột trụ thu năng lượng sau đó lấy ánh sáng mặt trời biến thành điện năng sử dụng hàng ngày bà con mình sử dụng những thiết bị dùng năng lượng mặt trời á sẽ tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ so với sử dụng điện và ga đó bác chà tiện lợi vậy đó ha cái gì thiếu chứ mà ánh nắng mặt trời á thì ở quê không có thiếu bữa nào trời nó cũng nắng tới ba mươi mấy độ mấy chú muốn lấy bao nhiêu cứ lấy dạ muốn sử dụng được ánh nắng mặt trời phải đặt trụ thu năng lượng mà vị trí sân nhà mình á rất hợp đó bác Tụi cháu muốn mướn đất của bác làm mặt bằng xây dựng trụ thu năng lượng mặt trời. Không biết ý bác như thế nào ạ? À? Nhưng mà giá cả thuê đất của hai cậu à trả bao nhiêu? Dạ, nếu bác đồng ý ký hợp đồng 3 năm, mỗi tháng công ty sẽ trả bác tiền thuê mặt bằng là 5 triệu đồng. Hợp đồng thanh toán một lần với số tiền 180 triệu đó bác. 180 triệu trả đất nhiều dữ vậy đó ha. Dạ, sau khi tụi con xây xong trụ thu năng lượng mặt trời sẽ mang những thiết bị sử dụng điện năng mặt trời mà công ty sản xuất để bán cho bà con mình lúc đó bác nhớ ủng hộ tụi con nghe bác đây giống như cái bếp điện từ này nè bác có thể chiên xào nấu nướng đủ món mà không cần xài ga hay điện mình chỉ cần dùng ánh nắng mặt trời biến thành điện năng là bác có thể xài thoải mái được vậy á thì bà con tiết kiệm mà cũng đỡ dạo này nắng nóng xài điện hao quá trời có những thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời rồi, bác không lo về quá đơn tiền điện nữa đâu bác. Mà cái bếp này mấy cậu bán giá bao nhiêu? Dạ nếu bác đồng ý ký hợp đồng cho công ty thuê đất xây dựng trụ thu năng lượng mặt trời, công ty sẽ bán giá ưu đãi cho bác. Giá trên thị trường của cái bếp này là 7 triệu 999 ngàn đồng đó bác. Rồi ký xong hợp đồng là tôi được nhận 180 triệu đồng luôn hả cậu? Ký xong hợp đồng, tụi cháu về báo cáo lại giám đốc công ty sau đó hoàn tất các thủ tục, chuẩn bị các thiết bị để lắp đặt trụ thu năng lượng. Nếu nhanh, chắc khoảng tuần sau, tụi con trở lại khởi công và giao tiền thuê mặt bằng cho bác luôn. Chà, nhanh dữ vậy sao? Bác, bác ủng hộ giúp tụi con cái bếp này đi bác, để con về dễ báo lại với giám đốc công ty con nghe bác. Bác xài tốt, bác quảng cáo dùm công ty tụi con luôn. Vậy là bắt buộc phải mua hả? Nhưng mua bất tử tôi đâu có nhiều tiền. Chà, không sao, bác có thể trả góp không lãi suất công ty sẽ ưu đãi vì bác ký hợp đồng cho thuê đất với công ty bác chỉ cần trả trước cho con 4 tới năm triệu thôi số còn lại á khi nào tụi con xuống khởi công giao tiền hợp đồng á rồi bác trả cũng được nhưng mà tôi hiện giờ không có nhiều tiền mặt như vậy hay là mai mốt á hai cậu trừ tiền cái bếp này vô tiền thuê đất của tôi luôn cho nó tiện ha dạ không có được đâu bác ơi tụi con á phải bán được bếp điện tử này thì công ty mới đồng ý thuê mặt bằng của bác. Mong bác thông cảm. Nhưng mà giờ tôi không có đủ tiền rồi sao đây? Vậy bác có bao nhiêu tiền? À, chắc còn khoảng hơn 2 triệu đó. À, thằng con trai tôi mới cho tiền tháng này đây nè. Kệ, có bao nhiêu lấy bao nhiêu đi bác. Có còn hơn không. Tụi con ưu tiên cho bác vì bác là đối tác ký hợp đồng cho thuê đất với công ty tụi con. Người khác sẽ không được ưu đãi vậy đâu. Coi như tụi con chịu lỗ bỏ tiền túi bù vô số tiền còn lại nộp cho công ty khi nào bác nhận được tiền cho thuê đất bác gửi lại cho tụi con sao cũng được chà hai cậu tốt quá hợp đồng thuê đất đâu đưa đây tôi ký à, rồi tôi đưa tiền cho hai cậu hen ha. dạ hợp đồng nè bác còn đây á là cái bếp điện tử của bác nè xong rồi tụi con cảm ơn bác hẹn bác tuần sau tụi con xuống khởi công tới lúc đó bác cháu mình ăn mừng nhậu một bữa nha bác Ôi cái đó có gì khó nhà tôi gà vịt đầy giường cá đầy dưới ao kìa muốn nhậu màu gì cũng có hết à dạ bắt dậu lấy tiền đi đàn tụi con còn về khoan 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 thư thả đã hai cậu ngồi đó chờ một chút dạ bộ có chuyện gì hả thưa bác à, thư thả rồi tôi đưa hai cậu lên công an xã đối chất với bà xui tôi lúc sáng hai cậu đã gạt bà xu tôi 4 triệu rồi, ha à, chỉ bị gạt nên điện báo cho tôi cảnh giác và tôi cũng đã điện báo cho công an xã rồi. À, hai cậu chạy không có thoát đâu hàng, hai cậu tính dễ gạt người dân quê chúng tôi lắm sao? Giờ thì hai cậu đã sập bẫy của chính mình bày ra rồi hen. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Sập bẫy chính mình của tác giả Trần Mỹ Xuyên. Chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây tạm dừng. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện xin nói lời chia tay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng giờ giờ này. Thân ái, chào tạm biệt.